Xin ơi, chào tất cả các bác và các anh em. Buổi sáng nay thì em cũng cài rất nhiều van số X12 để mà gửi cho các bác anh em ở các tỉnh thành khác nhau đặt hàng mua. Thì có một bác ở Bắc Giang là khách quen của em, thì em rất là hiểu về cái sở thích của bác này cũng như là cái đặc tính bộ dàn của bác này rồi. Còn một cái bác ở Bến Tre thì có đặt em một chiếc van số X12 và thiết bị bác ấy đang dùng nó như thế này. Thì em mới thấy một điều như này này, đôi khi các bác anh em đi mua van số ấy, thì các bác anh em cứ xem livestream rồi là mải ngắm nghía như vậy là về ruột gan linh kiện. Thế nhưng mà các bác không nắm được rằng là bản thân các bác ấy là người sử dụng ấy là khó căn chỉnh được hay. Cái vấn đề này thì em cũng chia sẻ với lại các bác anh em rất là nhiều rồi. Bản thân các bác anh em là người sử dụng ấy là khó căn chỉnh được hay. Kể cả người bán hàng mà không hiểu kỹ về van số còn khó mà. Cho nên là các bác anh em cứ mải mê xem livestream ngắm nghía về linh kiện, ruột gan. Nhưng mà các bác sẽ thấy được rằng là cái con chip nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì đây là một chiếc van số X12 sẽ gửi cho bác ở Bến Tre. Và thiết bị bác đang dùng thì trong đó có cả loa Bioner và loa Bose. Loa Bose là 601C3. Thì em cũng thử luôn ở trên loa BMB. Thử bằng một chiếc loa BMB thôi. Và các bác sẽ nghe được cái âm sắc ở trên loa BMB nó như nào. Thì cái chip nó chỉ là một cái phần để cho chúng ta nhìn nhận thôi. Còn chúng ta làm như thế nào để cho nó có một cái chất âm mà nó hay ấy, thì cái đấy nó đòi hỏi về cái kinh nghiệm và cái thẩm âm. Thì các bác thấy rằng là X12 là chạy cái con chip 21489, nó khác với X5, 6, X7, X10 về cái con chip. Và khi mà chúng ta làm ấy thì cái giao diện phần mềm nó sẽ hiển thị là có hai cho A và một có hai cho, trong đó có cho A và cho B và một cái hiệu ứng vợt. Thì con chip nó chỉ là cái phần mà các bác sẽ nhìn thấy, cái phần phần cứng mà các bác anh em mở ruột gan ra sẽ nhìn thấy cái con chip đấy, cái mã của con chip đấy và cái đời của con chip đấy. Thế nhưng mà con chip nó hoạt động như thế nào thì kể cả là như em ấy là cái người mà gọi là chuyên cài đặt vào van số, chỉ có nghiên cứu về van số thôi mà như vậy là còn không biết nó hoạt động như thế nào. Còn chẳng qua bây giờ chúng ta đi sâu vào những cái thực tế là cái effect nó sẽ hoạt động như thế nào. Một chiếc van số hay hay không ấy thì nó đánh giá bằng cái effect chứ không phải là về cái vấn đề mà equalizer. Cái âm sắc là một chuyện, nhưng mà để hát karaoke ấy thì cái effect nó sẽ quyết định. Vậy thì cái effect là nó sẽ có một tính chất là như thế nào để mà chúng ta đánh giá một chiếc van số mà nó hay. Thì effect ấy thì nó phải là sáng, sạch, sạch sẽ đã. Đầu tiên nó là một vấn đề mà sạch sẽ. Thì có những cái đời van số thì effect mềm, có những đời van số thì effect sáng, có những đời thì effect khô. Thì cái đấy nó là một cái mà nó mang chất đặc tính của phần effect. Thì các bác thấy rằng là X12 ấy thì con chip nó có cải tiến hơn là chip đời cao, cho phép chúng ta như vậy là căn chỉnh được hai hiệu ứng nghe cho, trong đó có A và B và một hiệu ứng reverb. Thế nhưng trong mỗi một hiệu ứng này ấy thì nó có cái cắt thấp và cắt cao ở trong cái, tức là đặt cái chế độ làm việc ở cắt thấp và cắt cao, đặt chế độ cắt thấp và cắt cao. Ngoài ra như vậy là còn nhiều cái mục khác nữa, giả dụ như là cái tỷ lệ giữa E cho A cho B. Cái này là một cái rất khó khăn khi chúng ta làm. Thì em chia sẻ rồi, thì E cho A là 100, E cho B là 68 này, và đây là gì vợt. Thế thì bây giờ như vậy là chúng ta sẽ phối hợp như thế nào trong cái phần E cho A, E cho B và gì vợt. Cái này là một cái mà nó đòi hỏi cái sự thẩm âm, chứ không phải là chúng ta thích hát E cho chúng ta tăng E cho, mà chúng ta thích hát gì vợt chúng ta tăng gì vợt đâu. Mà cái này nó đòi hỏi cái sự thẩm âm. Và đối với lại cái con chip đời cao ấy thì nó có cho phép chúng ta như vậy là có nhiều chế độ ở trong cái cắt thấp này, nhiều chế độ làm việc ở cắt thấp này. Thì làm cho bác này á là đến 10 chế độ. Thì bây giờ sẽ thử luôn ở trên loa BMB này, BMB này, chỉ cần thay đổi một chút thôi thì nó đã khác rồi. Thế cho nên rằng là cái này đòi hỏi thẩm âm, không phải cái việc chúng ta thích e cho chúng ta tăng e cho, mà thích gì vợt tăng gì vợt, hoặc là chúng ta đặt các cái giá trị mà nó không hợp lý đâu. Các bác thấy đây là cái e cho A này, các bác và anh em có thể là tham khảo này. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 7 7 8 9 10 10 10 10 2 3 1 1 2 3 4 4 5 7 7 8 9 10 10 10 2 3 1 1 2 3 4 4 5 7 7 8 9 10 cho B này. 1 1 1 2 3 4 4 5 7 7 8 9 10 10 10 2 3 5 1 1 2. Đây là cái gì vợt này.
1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 2 3 5 1 2. Thì bây giờ chỉ cần thay đổi nhé. Bây giờ vừa rồi thì các bác cũng nghe thấy là em để nguyên các cái giá trị mà em đã căn chỉnh nhé. Bây giờ giả dụ như cái gì vợt này chẳng hạn, chúng ta đang để 34%, chúng ta chỉ cần thay đổi một chút thôi. 1 1 2 6 1 1 6 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
hoặc là cái cắt thấp bắt cao này chẳng hạn nhé. 1 1 2 6 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
không phải là cái việc mà chúng ta như vậy là đặt giá trị cắt thấp lui xuống mà mic nó dày tiếng đâu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hoặc cái cắt cao này, đôi khi các bác anh em cứ nghĩ là cắt cao lên để cho tiếng sáng, không phải đâu. 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Hoặc cái E cho B này chẳng hạn, giả dụ các cắt cao đang là 8480 nhé, 8480, các bác sẽ thấy như thế này, 8480, giờ thử thay đổi xem sao. 1 2 6 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
cho nó trên 11.000 hay 12, 13.000 mà như vậy là chưa nó mất sáng đâu. Trên vang số ấy, nhiều khi chúng ta đặt không đúng tầm ấy. Kể cả trong cái giải Pfizer không phải tăng lên mất sáng đâu. 1 1 2 6 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
rất nhiều phần nhiều phần nhiều mục, hoặc là như vậy là cái chế độ làm việc này không hợp lý này chẳng hạn. Chế độ làm việc không hợp lý ấy, thì là như vậy là nó cũng không đẹp âm nhé. 1 1 2 6 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
thế rồi cái tỷ lệ e cho a và e cho b mà chúng ta đặt không phù hợp ấy. Bây giờ em sẽ gọi ra này, sẽ gọi cái cấu hình nguyên bản ra nhé, và lại thay đổi về cái độ lớn của e cho a và e cho b nhé. Rất nhiều phần, nhiều mục trong cái hiệu nghĩa fake, cho nên rằng là khi làm ấy là chúng ta phải có cái sự thẩm âm. Bây giờ là cái độ lớn của e cho a là 100 và độ lớn của e cho b là 68 nhé. Bây giờ chỉ cần thay cái tỷ lệ, cái độ lớn của e cho b thôi. 1 1 2 6 6 1 1 2 6. Và em hay nhận được vang số x2 của bác căn chỉnh ấy, thì e cho b không dùng. Nhưng không dùng là không được đâu, bởi vì là nhà sản xuất ấy đã thiết kế ra ấy, là có tác dụng chứ không phải không. Bây giờ để 68 là đẹp này. 1 1 2 6 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
Thế nhiều bác cứ nghĩ là bây giờ sẽ giảm e cho và tăng dì vọt nhá. Đây, e cho A nếu mà để 100 là đẹp, nhưng bây giờ lại nhiều các bác anh em lại nghĩ là giảm e cho tăng dì vọt. 1 1 2 6 6 6 1 2 6. Thì đây nó cũng là một cái mà vừa là thử âm vừa là chia sẻ với các anh em để các anh em có thể nắm bắt được là đi sâu vào một chiếc một cái ruột gan của chiếc băng số và cụ thể là cái chip thì nó như thế nào. Chúng ta đi sâu vào cái con chip thì nó là đây là chiếc thứ hai này. 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Chế độ dì vọt này. Thì em cũng thử một chút để cho cái bác ở Bến Tre này có thể yên tâm là sau khi nhận lại chiếc bao này sẽ có 10 chế độ khá hay, trong đó có 4 chế độ trên mặt máy. Và
sẽ có 6 chế độ khi chúng ta gọi bằng tay. Thì đây nó cũng là một cái mà em muốn chia sẻ các bác anh em ấy. Khi các bác anh em mua con số ấy, các bác anh em đừng nhìn nhận vào những cái phần cứng, mà bên trong cái phần cứng đấy ấy, thì chúng ta phải biết làm như thế nào thì mới có một chất âm mà nó hay mềm mại.